Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tech Room. Và với video này thì mình sẽ dẫn các bạn cách để cài một ứng dụng có tên là Baotool. Đây là ứng dụng cực kỳ nhiều người dùng iPhone đang dùng luôn, và đặc biệt là những ông thợ nào sửa iPhone. Bởi vì sao? Bởi vì những ứng dụng này sẽ giúp các bạn có thể copy file nhạc, ảnh, file ghi âm rất là đơn giản giữa máy tính và điện thoại. Ok, hãy cùng mình bắt đầu video nhé. Chắc là nghe Baotool thì cũng nhiều bạn đã biết ứng dụng gì rồi. Thì bây giờ các bạn hãy truy cập đường link dưới phần mô tả để có thể tải về ứng dụng này cho mình. Và nhớ là tải về theo đúng phiên bản Windows hoặc là macOS của bạn nhé. Hiện tại đây mình đang có máy Win. Đây là tệp cài đặt của mình này, tệp Baotool V2.33 đây. Mình đã tải cái tệp mới nhất luôn. Ok, cùng nhau cài nó lên nhé. Cái bước cài đặt thì đơn giản lắm, các bạn cứ làm theo mình thôi. Sau khi cài Baotool xong thì nếu như bạn nào mà chưa cài iTunes thì bạn tục cài tiếp iTunes cho mình. Về cái iTunes thì có lẽ là mình sẽ để đường link cho các bạn, bởi vì iTunes thì cực kỳ dễ cài, các bạn chỉ cần tải nó về sau đó setup như vậy là xong, nó không có gì quá lằng nhằng cả. Tại sao phải cài iTunes? Cài iTunes để cho máy có thể nhận được driver từ iPhone, hoặc là nếu bạn nào mà lười cài iTunes thì bạn cài mình driver cũng được, nhưng mà mình khuyên là cài hẳn iTunes luôn để chúng ta được update trực tiếp từ Apple. Và bây giờ chạy lên nhá. Rồi, như vậy bây giờ mình sẽ cần một cái dây cáp để có thể kết nối được. Và riêng về phần cáp thì mình khuyên các bạn nên dùng những sợi cáp xịn, sợi cáp zin. Nếu như bạn có cáp bóc máy thì đấy là điều tốt nhất. Còn đây thì mình đang dùng một sợi cáp là đến từ Energizer. Ok, bây giờ mình sẽ cắm nó vào. Sau khi mà cắm vào xong ấy, iPhone của bạn sẽ hỏi một cái là bạn có tin tưởng không, có trust không, thì bạn nhớ là trust. Hiện tại máy mình thì mình kết nối rồi, thành ra nó không hỏi mình câu đó nữa. Nó sẽ hiện lên luôn là máy mình đã kết nối. Và với cái ứng dụng của chúng ta, bạn thấy rằng là giao diện này, đầu tiên sẽ hiện tên iPhone là gì. Đó, Xuân Sang iPhone, vâng, này mình lấy của bạn Sang Hí. Tiếp tục nhé, ở đây sẽ có thêm những thông tin như là pin này, bộ nhớ trong này, màu sắc, nói chung rất là đầy đủ thông tin. Và mình thấy rằng có một tính năng cũng khá nhiều anh em hay sử dụng, đó chính là check xem cái iPhone này nó có còn nguyên bản không, hay là ABCXYZ gì đó. Các bạn chỉ cần nhấn vào cái phần là View Verification Report này này, đó. Ok, các bạn sẽ xem được ngay cái thông tin này. Nhưng các bạn giúp cho mình một điều là thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo thôi, chứ các bạn đừng mang nó ra làm chuẩn mực đánh giá iPhone nhé. Bởi vì bây giờ có nhiều thứ chúng ta không thể tính trước được lắm, nhưng các bạn hãy coi như là cái tham khảo thôi. Ở đây sẽ có tất cả thông tin liên quan đến máy. Đánh tích normal như thế này thì tức là khoảng tầm đâu đó 70-80% là các bạn đã có một chiếc iPhone chưa qua sửa chữa. Ok, và đây là phần app của chúng ta này. Trong này thì bạn có thể là chọn ứng dụng nào đó để gỡ nó đi. Đấy, rất là đơn giản, nhanh chóng, không phải thờ tay vào iPhone nữa. Trong phần photo thì là phần ảnh, phần music thì sẽ là phần nhạc. Phần music này rất hay, bạn có thể import trực tiếp bất kỳ bài nhạc nào bạn thích vào, hoặc là bạn xóa trong máy đi. Ví dụ như bài này nhá. Mình ở trong máy này, giờ mình sẽ xóa nó đi. À ok, phải đóng iTunes lại. À, đóng iTunes phát là xóa được ngay. Ok, mình sẽ import bài khác vào đi. Hôm qua mình chuẩn bị sẵn nhạc để import cho các bạn xem rồi, giờ chỉ cần ấn thôi. Ví dụ mình import bài này lại nhá. Ok, cực kỳ nhanh các bạn thấy không? Vù phát bay vào luôn. Thế bây giờ import xong rồi, quay sang iPhone này, mở thử này, nghe nhạc luôn. Bây giờ mình sẽ vào phần music lại. Đấy, các bạn thấy không? Bật được luôn. Rất là nhanh chóng đúng không? Này, tua, tẹp bô. À, mình nhầm nút tua. Ok. Đấy, như vậy là phần nhạc của chúng ta nhá. Mình lại cắm quay trở lại nào. Về phần nhạc chuông này thì mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn luôn để nó khá là nhanh. Các bạn chỉ cần chọn cho mình phần Make Ringtone này. Sau đó bạn sẽ chọn là From PC. Đấy, ở đây ví dụ như mình thích cái bài nhạc này thì mình chọn bài này. Sau đó mình sẽ đợi máy loading lên. Và bây giờ công tác đơn giản là cắt nhạc thôi. Mình thích cắt đoạn nào thì mình di chuyển hai cái thanh ra đoạn đó. Đây, thanh trắng trắng của chúng ta này. Đó, dù thích đoạn này thì bạn sẽ để thanh trắng từ đây và kết thúc của thanh vàng. Sau đó bạn chọn cho mình phần là Generate Ringtone. Lập tức máy bạn sẽ có luôn cái nhạc chuông đó. Tí nữa mình test cho các bạn xem sau nhé. Ok, video thì tương tự rồi này, Uzik này. Cái này mình không dùng làm gì các bạn ạ. Phần data, phần file, phần more, nói chung ở trong này có rất là nhiều thứ linh tinh khác. Mà các bạn hãy từ vọc vạch nó để tìm những thứ thú vị về ứng dụng Baotool của chúng ta nhá. Còn video của mình kết thúc ở đây thôi. Các bạn thấy sao về cái video này? Các bạn có thích ứng dụng này không? Các bạn thích mình làm gì thêm? Hãy để ý kiến dưới phần bình luận. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Đừng quên like và subscribe cho kênh của bọn mình nhá.